Xin cảm ơn người anh, người đồng hương là cũng là MC của tối ngày hôm nay rất là tuyệt vời, đã dành những lời có cánh cho Hạnh. Xin giao lưu với tất cả các anh chị, Hạnh tên đầy đủ là Mai Thị Thùy Hạnh. Năm nay Hạnh 31 tuổi, Hạnh đến từ Bình Thuận và nghề nghiệp truyền thống của Hạnh là bác sĩ. Qua cái phần chia sẻ của chị Phượng thật sự rất là cảm xúc, nhưng mà Hạnh cố gắng kìm nén để không khóc, bởi vì Hạnh không được mạnh mẽ giống như chị, không thể nào mà vừa khóc vừa chia sẻ được. Hạnh mà khóc là Hạnh sẽ tắt mic và kết thúc cái cuộc chia sẻ, cho nên là dù mặc dù rất là cảm xúc nhưng mà cố gắng kìm nén lại. Và Hạnh cảm thấy ở chị là một người cực kỳ rất là có động lực, và người làm ăn quay cần nhất đó là cái động lực từ bên trong. Lời đầu tiên thì Hạnh cũng cảm ơn ban tổ chức chương trình đã dụng tâm tổ chức một cái chương trình rất là tuyệt vời và rất là bổ ích, và đặc biệt cái nội dung ngày hôm nay cực kỳ đỉnh luôn cả nhà. Đây là một cái nội dung mà kể cả người mới hay người cũ cũng cần phải học. Người mới thì chúng ta học, người cũ chúng ta hãy chuẩn bị vở viết thật là đầy đủ, bởi vì nội dung ngày hôm nay cực kỳ quan trọng. Có thể ngày hôm nay chúng ta chưa có một cái kỹ năng nào trong mau quay, nhưng mà nhất định phải học tập buổi tối ngày hôm nay, bởi vì đây là một kỹ năng quan trọng nhất. Một kỹ năng quan trọng nhất, khi mà chúng ta chưa nắm được những kỹ năng cơ bản về sản phẩm, về công ty, nhưng mà có được cái kỹ năng của buổi tối ngày hôm nay là các anh chị đã có thể bắt đầu chiến thị trường rồi. Và ngày hôm nay chúng ta cũng được học tập từ một người anh là qua 10 năm kinh nghiệm làm ăn quay và cực kỳ kiến thức, cực kỳ chuẩn. Cho nên là đây là một buổi tối rất là tuyệt vời, và anh chị nào vắng mặt buổi tối ngày hôm nay thì Hạnh có thể nói là có thể tiếc cả cuộc đời các anh chị đó, có thể tiếc cả cuộc đời ha. Và lý do nào mà một bác sĩ cũng quyết tâm làm quay, chúng ta vừa nghe MC cũng là một chú công an đúng không ạ, và ngày hôm nay một bác sĩ cũng làm em quay, thì Hạnh đã biết em quay và đã làm em quay năm 2011-12 rồi cả nhà. Và Hạnh đã làm lúc đó 2 năm và cũng chưa có cơ duyên để thành công, và Hạnh đã quay lại em quay vào năm 2019, cuối năm 2019, gọi là kết hôn lần 2 đó cả nhà. Kết hôn lần 2 nhưng mà chỉ kết hôn với một người, thì tính ra Hạnh cũng rất là chung tình đúng không ạ? Bởi vì hồi đó giờ Hạnh chưa từng ngồi ăn quay ra, Hạnh chưa từng làm một cái công ty bán hàng trực tiếp nào khác nữa cả nhà. Và Hạnh quay lại ăn quay, nhưng mà cái lần quay lại này nó cũng rất là lạ, bởi vì lần quay lại này là Hạnh tự tìm đến ăn quay cả nhà. Hạnh tự tìm đến ăn quay bởi vì trên cái con đường đi học của Hạnh á, thì Hạnh đi ngang một cái trung tâm phân phối của ăn quay tại Cần Thơ, và nó giống như là người tình cũ của mình vậy đó. Và Hạnh quay lại, Hạnh quyết định là bước vào và ký một cái thẻ cùng với ăn quay, nhưng mà cần phải có một người bảo trợ, thì công ty đã kết nối cho Hạnh một người bảo trợ, đó là lãnh đạo Nguyễn Thị Hiếu và Nguyễn Thắc Điệp ạ. Thì nhân đây cũng xin mượn một tràng tim của các anh chị để gửi đến hai anh chị bảo trợ của Hạnh, là người rất là tuyệt vời và dẫn dắt Hạnh. Và khi mà chị quyết định từ thị trường Bình Thuận xuống thị trường Cần Thơ để gặp Hạnh và phát động Hạnh đến một nơi, đó chính là Đại hội Thành công cả nhà. Bởi vì gần 10 năm trước Hạnh đã từng làm ăn quay, nhưng mà Hạnh chưa từng đi Đại hội Thành công, cho nên Hạnh hiểu lý do tại sao Hạnh không thành công. Nhưng mà 10 năm sau Hạnh quay lại và Hạnh được đi đến Đại hội Thành công. Và khi mà vào Đại hội Thành công thì gặp những cái anh chị mà đứng trên sân khấu chia sẻ về cải thiện về sức khỏe cả nhà. Thì mình là một bác sĩ có những bệnh gọi là bệnh mãn tính mà Tây y cũng đang gặp khó khăn và chưa có giải quyết triệt để được. Thì mình cảm thấy ủa sao có một cái môi trường gì nó hay như vậy, nó giúp cho những cái người đó, những anh chị đó có thể cải thiện được cái sức khỏe của mình. Và khi mà cải thiện được thì các anh chị ấy đã quyết tâm kinh doanh cùng với em quay luôn. Cho nên là đó là một điều mình rất là tò mò, và mình đi tìm hiểu. Nhưng mà khi mà mình đi Đại hội Thành công vài lần á, thì mình kêu ủa tại sao mình phải đi nhiều lần như vậy. Mình đi một lần thì cũng những anh chị cho nó chia sẻ, nhưng mà tại sao mình lại đi nhiều lần như vậy. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra được á, Đại hội Thành công chính là nơi để mình mượn sức thầy.
thầy Trần Hiểu Bân, mình mượn sức những anh chị thành công để có thể giúp người mới của mình, giúp đối tác của mình có thể hiểu hơn về Amway. Giống như chị Phượng vừa chia sẻ cả nhà, chị Phượng cũng thông qua một cái đại hội thành công, chị Phượng mới được kích phát được cái ước mơ. Mà ước mơ đó nó đã tồn tại trong con người của chị bấy lâu nay, nhưng mà không có một ai kích phát. Thì qua cái đại hội thành công thì người mới của Hạnh, những nhà phân phối của Hạnh được kích phát ước mơ cả nhà. Được ước dám, gọi là dám mơ kể cả bản thân của Hạnh. Hạnh dám mơ những cái điều mà trước đây thật sự Hạnh không bao giờ Hạnh dám mơ cả nhà. Bởi vì trong Amway Hạnh dám mơ những cái thứ mà gọi là nó có thể thành hiện thực được. Cho nên là mình vô cùng cảm ơn đại hội thành công, cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo. Thì khi mà mình đi làm việc cùng với tuyến trên của mình á, lúc nào cũng nghe chị hỗ trợ mình, hỗ trợ người mới, chị cũng phát động về đại hội thành công. Chị nói bạn hãy đến đại hội thành công đi, đến đó để gặp người thầy, để được biết được cái cơ chế vận hành của kinh doanh. Thì những cái lần đầu như vậy Hạnh ngại cả nhà. Hạnh ngại kêu trời ơi, không biết người ta có sắp xếp được hay không, mà tại sao rồi lần nào chị cũng phát động và Hạnh ngại, gọi là ngại giùm á cả nhà. Nhưng mà những lần sau Hạnh hiểu chỉ có việc là đưa người đến đại hội thành công thì cái người đó họ mới được hiểu Amway nó rõ ràng đến như thế. Và khi bước từ đại hội thành công ra thì Hạnh phải hành động, đúng không ạ? Và cái có nhiều người nghĩ là bác sĩ như Hạnh á thì dễ bán về thực phẩm chức năng hơn. Nhưng mà không phải đâu cả nhà ơi, khó bán lắm. Thà rằng không phải bác sĩ còn dễ bán, còn khi mà các chị là bác sĩ các chị càng khó bán nữa. Bởi vì bình thường á, người khác đến với Hạnh là Hạnh kê cái gì là uống cái đó. Nhưng mà ngày hôm nay mình mở miệng ra để chia sẻ một cái sản phẩm khác không phải là thuốc, để người ta phải chi một số tiền người ta mua, thì mình cảm thấy mình ngại về điều đó cả nhà. Có một lần Hạnh nói chuyện với tiếng trên của Hạnh á, Hạnh nói là sau khi mà chị tới hỗ trợ Hạnh và trên đường chị đi xe buýt về thì Hạnh nhắn với chị là chị ơi, sao một hộp omega 3 của mình nó mắc vậy, nó gần 900.000, thì người dân họ nghèo khổ làm gì họ có đủ số tiền mà họ mua như vậy. Nghĩa là mình đang suy nghĩ giùm người khác cả nhà. Hạnh suy nghĩ giùm người khác coi thử, lo cho họ không đủ khả năng. Nhưng mà nếu mà họ không dùng đúng cái thực phẩm chất lượng thì họ cũng mua những cái sản phẩm trôi nổi bên ngoài và mua nhiều lần cũng tốn rất là nhiều tiền nhưng mà chưa chắc sức khỏe cải thiện. Thì qua nhiều lần như vậy là Hạnh bắt đầu là Hạnh tỉnh, gọi là giác ngộ cả nhà. Hạnh giác ngộ và Hạnh được thông suốt cái điều đó. Và ngày hôm nay tuyến dưới của Hạnh cũng có rất là nhiều anh chị cũng đang gặp vấn đề là sợ cái sản phẩm mình mắc quá, ngoài kia nhiều người còn nghèo khổ quá cả nhà. Nhưng mà mọi người phải thông suốt một điều rằng là cái sản phẩm của mình là hàng sinh học, hàng cao cấp, đưa tới tay người dùng, họ dùng họ sẽ nhanh cải thiện hơn, có thể mắc lúc đó cao giá hơn ngoài kia một xíu, nhưng mà khi mà dùng họ cải thiện sớm thì có phải nó cũng tiết kiệm được rất là nhiều, và khi họ khỏe lại sớm thì họ có thể kiếm được nhiều tiền mà. Đó là vấn đề về bán hàng. Còn thông qua cái vấn đề về bảo trợ cả nhà, về nhà phân phối thì giai đoạn đầu Hạnh không có mượn sức, Hạnh không biết cách mượn sức là cái gì đâu. Amway có một câu là mượn sức thì đỡ tốn sức, đúng mà, có người cho mình mượn thì tại sao mình không mượn các anh chị. Thì lúc đó Hạnh mượn sức, nhưng mà mượn sức cũng phải biết cách mượn sức nha. Còn nó rõ ràng cụ thể như thế nào thì cả nhà lát nữa sẽ lắng nghe cái phần sau của lãnh đạo Tô Quân Bá chia sẻ. Thì khi mà Hạnh mượn sức, Hạnh kể cho cả nhà một câu chuyện. Khi mà Hạnh mượn sức người tuyến trên của Hạnh hỗ trợ cho một ca, bạn đó cũng là bác sĩ, thì Hạnh chọn một cái địa điểm là một quán cà phê. Nhưng mà lúc đó không có kinh nghiệm đâu cả nhà. Quán cà phê đó rất là đông người, nhạc rất là to, những cái bàn mà nó chi chít nó gần nhau cả nhà. Và vô cái bàn này cũng không có hề ABC, không hề quảng bá, cũng không hề nói gì về lãnh đạo luôn, để cho lãnh đạo mình tự xử lý. Và khi lãnh đạo mình cũng thấy tội nghiệp ra tới, đi 100 mấy cây số ra hỗ trợ Hạnh, chẳng lẽ không được gì, thì cũng quyết tâm chia sẻ cho cái người đó. Nhưng mà khi mà chia sẻ giữa chừng á cả nhà, khi mà chia sẻ giữa chừng thì cái bạn đó, bạn nói là chị dừng lại, em hỏi chị một câu, chị chia sẻ cho em cái này với mục đích gì? Xong là người tiếng trên của Hạnh nói là chia sẻ về Amway. Bạn đó nói là em không muốn nghe về cơ hội này. Và sau đó là dừng, kết thúc
cái cuộc nói chuyện ở đó, nghĩa là mình không có biết quảng bá như thế nào, cho nên bây giờ nghĩ lại mình cảm thấy mình rất là thương, mình rất là thương người tuyến trên của mình, đã đi hơn 100 cây số ra để hỗ trợ nhưng mà mình còn không biết cách quảng bá, cũng không biết cách mượn sức như thế nào. Rất là thương luôn cả nhà. Bây giờ các anh chị chưa hiểu nhưng mà có thể sau này các anh chị sẽ nhớ lại những khoảng thời gian đó và rất là thấy tội đứng trên của mình. Nhưng mà cả nhà biết không, nhân quả thì nó cũng không có đợi tới kiếp sau đâu cả nhà. Kiếp này là nó đã xuất hiện nhân quả rồi, và khi mà tiếng dưới của Hạnh nhờ Hạnh đi hỗ trợ thì cũng không hề quảng bá Hạnh, và ra cái cuộc cà phê đó thì tiếng dưới của Hạnh với người bạn ngồi nói chuyện và Hạnh ngồi ngó hai người đó luôn cả nhà. Và không phải một lần đâu, nó xảy ra cũng trên dưới 10 lần. Thì lúc đó là Hạnh kêu rồi, chết rồi, cái đoạn này, cái khâu này rất là quan trọng ở cái người mà giới thiệu, đó là cái người mượn sức. Thì Hạnh quyết định là tổ chức một cái buổi là chia sẻ hướng dẫn lại về cái kiến thức quảng bá, mượn sức quảng bá phối hợp dẫn dắt cả nhà. Thì Hạnh, khi mà Hạnh tổ chức cái chương trình đó thì cái người mà Hạnh đang cần, người đó ngồi nghe tới cái phần của Hạnh chuẩn bị chia sẻ cái nội dung này thì bạn đó có việc đi ra ngoài. Bởi vì nghiệp này nó cũng hơi nặng đó cả nhà, cho nên là mình phải đôi khi trả từ từ. Cho nên ngày hôm nay, cái bài học ngày hôm nay cực kỳ quan trọng và cần chúng ta phải thật sự rất là nghiêm túc, bởi vì chúng ta sẽ trả giá rất là nhiều. Có thể ngày hôm nay minh họa sản phẩm các anh chị chưa rành rọt, có thể OIP các anh chị chưa rành, nhưng mà nhất định cái bài mượn sức, cái bài ngày hôm nay các anh chị phải thật là đỉnh, phải thật là học thật là nghiêm túc, bởi vì cái phần này nó sẽ quyết định cái sự thành bại của mình. Hạnh có nghe một câu nói như thế này là cả nhà, nếu như mà thiếu phương pháp thì người mà có tài họ cũng bị lạc hướng cả nhà, còn nếu như mà có phương pháp thì một người bình thường như chúng ta cũng có thể làm được những điều phi thường. Cho nên để có được cái phương pháp tốt nhất thì nhất định là ngày 10 tháng 9 này, nghĩa là thứ bảy chủ nhật tuần này cả nhà, nhất định chúng ta phải có mặt tại đại hội thành công để chúng ta gặp người thầy quốc tế của chúng ta, và người thầy của chúng ta sẽ chỉ chúng ta một cái phương pháp để chúng ta có thể kinh doanh, có thể vận hành cái kinh doanh Amway này một cách trơn tru, một cách dễ dàng và thuận lợi nhất. Cho nên là Hạnh hẹn gặp tất cả các cô chú anh chị có mặt ở đại hội thành công vào cuối tuần này được không ạ? Xin chào và chúc cả nhà một buổi tối học tập thật nghiêm túc ạ. Hạnh xin